7 ngày trước rằm tháng 6 âm lịch, bốn con giáp này trùng số cực đậm, bất ngờ đổi đời, tiền nhét chật két. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ai cũng mong muốn mình có được một cuộc sống giàu sang, phú quý, đủ đầy sung túc. Và điều đó không chỉ quyết định bởi là số tử vi của mỗi người, mà còn thể hiện qua vận may trong từng giai đoạn. Vận may theo thời gian sẽ thay đổi hoặc sẽ không ngừng biến đổi. Sau khi vận may có sự thay đổi, cuộc sống của mỗi người cũng sẽ vì thế mà chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Nếu biết nắm bắt cơ hội rất dễ sẽ thành công, vươn tới đỉnh cao của sự vinh hoa, phú quý, được nhiều người mến mộ. Tử vi học năm 2021 dự báo 7 ngày trước rằm tháng 6 âm lịch sắp tới, cậu 4 con giáp sẽ gặp sự thay đổi về vận may theo hướng tốt, thậm chí còn có thể trùng lớn, được thần tài để ý và ban phát tài lộc vô cùng dồi dào. Vậy đó là những con giáp may mắn nào? Kênh Phong thủy Gia Cát xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý vị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Thứ nhất là tuổi Ngọ. Xem tử vi tháng 6 âm lịch của tuổi Ngọ cho thấy rằng 7 ngày trước rằm chính là thời điểm để bản mệnh bứt phá vươn lên. Có nhiều yếu tố thuận lợi sẽ giúp bản mệnh tháo gỡ được những vướng mắc từ trước đó và vươn tới cái đích mà tuổi Ngọ đặt ra. Dưới sự nâng đỡ của tam hội, công việc, sự nghiệp của bản mệnh trôi chảy một cách bất ngờ. Bản mệnh nhận được sự yêu mến và giúp đỡ của mọi người xung quanh. Bản mệnh có thể được giao cho nhiều cơ hội để khẳng định giá trị của bản thân mình. Lại thêm bản tính cởi mở, lạc quan, bản mệnh có thể đem lại nguồn năng lượng tích cực cho tập thể, trở thành một trong những nhân tố không thể thiếu. Trên phương diện tài lộc, tuổi Ngọ cũng có nhiều thời điểm để mở rộng mối quan hệ khách hàng và đối tác của mình. Thời gian này việc làm ăn về cơ bản diễn ra thuận lợi, bản mệnh có thể kiếm về cho mình một khoản tiền kha khá. Nguyệt lệnh trường sinh còn cho thấy bản mệnh sẵn sàng dùng tâm huyết cho sự nghiệp, nên việc đạt được thành công chẳng còn quá xa vời. Bên cạnh đó, nhờ Thái Dương cát tinh phù trợ cho nhân duyên của bản mệnh, tuổi Ngọ được giới thiệu cho nhiều đối tượng triển vọng. Không chỉ giúp cho sự nghiệp phát triển mà còn có cơ hội gặp được những người như ý. Nhưng mệnh chủ độc thân cũng nên tranh thủ cơ hội này để giao lưu, tiếp xúc với mọi người nhiều hơn. Cơ hội thoát ế sẽ không còn xa. Đặc biệt để mọi việc được phát triển một cách hanh thông, thuận lợi, bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân. Từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Vòng còn giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vật phẩm sẽ giúp mệnh chủ tuổi Ngọ tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Ngọ để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai là tuổi Mão. Vận trình của mệnh chủ tuổi Mão trong khoảng thời gian 7 ngày trước rằm tháng 6 âm lịch có tốt, có xấu.
Vì thế bản mệnh phải biết cách phát huy điểm mạnh của mình, cố gắng khắc phục những mặt còn yếu kém thì mới mong đạt được kết quả như ý muốn. Thời điểm này, dưới tác động của cục diện tam hợp, sự nghiệp của bản mệnh chủ yếu tiến triển thuận lợi. Chỉ cần cố gắng, tập trung vào nhiệm vụ của mình, ắt sẽ gặt hái được thành tựu đáng mơ ước. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là bản mệnh cần phải nhìn nhận rõ thực tại trước mắt, đánh giá đúng năng lực của bản thân, chớ nên chạy theo những điều viển vông, không thiết thực. Tử vi còn cho thấy dưới sự nguyện lệnh lâm quan che chở nên những mệnh chủ làm công ăn lương hay kinh doanh đầu tư đều có thể gặp nhiều may mắn. Chăm chỉ, cần mẫn trong công việc của mình sẽ giúp mệnh chủ thu được một khoản lời lãi hoặc tiền lương, tiền thưởng nóng, tương xứng. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần chú ý bởi có ngũ quỷ hung tinh xuất hiện vẫn gây ra những cản trở nhất định trong vận trình của bản mệnh trong thời gian này. Có thể kẻ tiểu nhân ghen ghét với những gì mà bản mệnh đã làm sẽ được tìm cách để ngấm ngầm gây hại. Vì thế, bản mệnh cần phải cẩn thận trong công việc mình làm, chớ nên ngây thơ, dễ dàng tin theo lời của người khác. Bên cạnh đó, chuyện tình duyên của những người tuổi Mão thời điểm này cũng không thực sự sáng sủa. Người vợ chồng vẫn khó tránh khỏi được những lúc mâu thuẫn, xung đột. Bản mệnh không nên quá bướng bỉnh, bắt nửa kia phải nghe theo sự sắp đặt của mình. Hai người hãy cùng ngồi lại để thảo luận và đưa ra những quan điểm thống nhất. Vậy nên để có một tâm lý vững vàng, đầu óc tỉnh táo, minh mẫn, có thể phát triển vượt trội trong thời gian này, thì gia cát quy mệnh chủ tuổi Mão nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết được mọi vấn đề. Công việc vì thế cũng được hanh thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi được tà ma, tăng cường cát khí, mang lại bình an cho bản mệnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy gia cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Mão, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, tuổi Mùi. Tử vi có nói rằng, về cơ bản thì vận trình của mệnh chủ tuổi Mùi khá bình ổn trong 7 ngày trước giáp tháng 6 âm lịch. Tuy nhiên, chính vì ổn định như vậy nên bản mệnh lại càng cần phải tự tìm ra động lực cho mình để có thể bứt phá vươn lên, đạt được thành tích đã đặt ra từ trước. Thời gian này, dưới tác động của nguyên lệnh lâm dưỡng, bản mệnh luôn cần cù, chăm chỉ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, khiến cấp trên hài lòng và đồng nghiệp yêu mến. Tuy nhiên, bản mệnh cần nuôi tham vọng lớn lao hơn, trở nên bằng lòng với thực tại nếu không muốn bị mọi người vượt qua. Hãy tin tưởng vào chính bản thân mình để có thể dũng cảm đứng ra nhận thêm trách nhiệm. Càng tiếp xúc với nhiều nhiệm vụ khó khăn, bản mệnh càng trưởng thành nhanh chóng. Xem tử vi tháng 6 âm lịch còn cho thấy, phương diện tài lộc của mệnh chủ tuổi Mùi thời điểm 7 ngày này chưa có nhiều dấu hiệu phát triển quá rõ ràng. Song bản mệnh có thể an tâm rằng mình luôn đủ ăn, đủ tiêu. Chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình, bản mệnh không thiếu tiền lương, tiền thưởng. May mắn những mệnh chủ đang làm đầu tư, kinh doanh có thể bắt đầu xúc tiến kế hoạch của mình đã đặt ra từ trước. Tuy có thể bản mệnh chưa nhận được lợi nhuận ngay lập tức, nhưng tương lai thì rất đáng để mong chờ. Tiếc rằng trong thời gian này, do ngũ hành tương hình sẽ đem tới những tác động không mong muốn cho chuyện tình duyên của bản mệnh. Quý gia chủ và người ấy có thể đang tồn tại những khúc mắc khó có thể giải quyết. Hai người cần học cách lắng nghe đối phương nhiều hơn và đặt mình vào vị thế của người ấy, chớ nên ghen bóng, ghen gió rồi nói ra những lời gây tổn thương cho đối phương. Vậy nên thầy gia cát quy mệnh chủ tuổi Mùi cần phải mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Vật phẩm phong thủy sẽ giúp hóa giải xung sát, thị phi, xua đuổi tiểu nhân, từ đó chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Đồng thời với năng lực tam hợp khí, vật phẩm sẽ giúp bản mệnh đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó tăng may mắn, chiêu tài lộc và cát lành cho mọi khía cạnh của bản mệnh trong năm 2021. Hơn thế nữa, đó là vật phẩm đã được thầy gia cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng,
để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là những gia chủ tuổi Mùi. Thứ tư là tuổi Dần. Tử vi năm 2021 có điểm báo 7 ngày trước rằm tháng 6 âm lịch là một khoảng thời gian khá thuận lợi đối với mệnh chủ tuổi Dần. Dưới sức ảnh hưởng tích cực của nguyên lệnh Lâm Đế Vượng, bản mệnh gặp được nhiều cơ hội hiếm có, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp và tài lộc. Thời điểm này, các mệnh chủ làm lãnh đạo thường nhận được nhiều sự kính trọng, ngưỡng mộ của cấp dưới. Bản mệnh đưa ra được những quyết sách đúng đắn, giúp công ty vượt qua được giai đoạn khó khăn, thậm chí tìm ra được hướng đi mới phù hợp. Những mệnh chủ làm công ăn lương cũng có cơ hội để khẳng định được điểm mạnh của mình với tập thể. Mệnh chủ không nên e ngại, hãy mạnh dạn hơn trong việc thể hiện ý kiến cá nhân. Rất có thể, mệnh chủ sẽ khiến mọi người phải nhìn bằng con mắt khác xưa. Đây chính là cơ hội để mệnh chủ được thăng quan tiến chức, hoặc ít nhất cũng được thưởng nóng, tăng lương. Tuy thành công rực rỡ là vậy, song bản mệnh cũng chớ nên lấy đó làm cái cớ để kiêu ngạo. Thiên hình hung tinh vẫn luôn rình rập, chỉ đợi bản mệnh nóng nảy, hành xử bất cẩn là có thể vướng phải rắc rối bất cứ lúc nào. Cho nên bản mệnh cần khiêm tốn hơn trong lối cư xử với mọi người, làm việc gì cũng nhớ tuân theo nguyên tắc của tập thể, không nên bất chấp mọi giá để đạt được thành công, kẻo dễ gây ra tai họa vướng vào chuyện thị phi. Xem tử vi còn cho thấy, trên phương diện tài lộc, bản mệnh có thể được thưởng nóng nhờ những cống hiến trong công việc thời gian vừa qua. Những mệnh chủ nằm trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh có thể nhận được lãi lời từ những mối đầu tư trước đó. Thậm chí, mệnh chủ còn nhanh chóng tìm được những nguồn khách hàng, đối tác mới đầy triển vọng để có thể mở rộng làm ăn. Tuy nhiên, tiểu hao xuất hiện nhắc nhở bản mệnh sẽ phải chi tiêu khá nhiều trong các hoạt động xã giao hoặc cho các nhu cầu hàng ngày. Bản mệnh chớ nên nghĩ rằng mình có tiền mà tiêu xài phung phí. Hãy chỉ dành một khoản vừa phải cho các nhu cầu trong cuộc sống. Đồng thời trong đầu tư, dù làm ăn có lãi nhưng bản mệnh cũng chớ nên đầu tư bất chấp. Hãy dành thời gian đánh giá xem đâu là cơ hội phù hợp với mình. Đừng chạy theo những điều viển vông hoặc ham làm giàu phi pháp. Ngoài ra, phương diện tình cảm trong thời gian này có tốt có xấu, tùy thuộc vào cách ứng xử của tuổi Dần. Các cặp đôi trẻ có thể nhận được tin vui về con cái hoặc nhận được sự ủng hộ của mọi người xung quanh. Tuy nhiên, hai người lại sẽ tranh cãi vì những ý kiến bất đồng. May mắn tình hình sức khỏe của tuổi Dần khá ổn định trong suốt khoảng thời gian này. Có thể những tín hiệu đáng mừng trong tình duyên và sự nghiệp đã tiếp thêm sức mạnh cho bản thân, khiến cho bản mệnh luôn cảm thấy ngập tràn khí thế, sẵn sàng thử thách bản thân. Tuy nhiên, dù mọi chuyện có đang tiến triển thuận lợi, thì bản mệnh cũng không nên dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp hoặc sở thích cá nhân, mà quên đi rằng cơ thể mình cần phải nghỉ ngơi đầy đủ. Bên cạnh đó, để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Dần hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, Bát Bảo, Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh và vận hạn luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó, pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ như một tấm bùa hộ thân, bảo vệ, tương trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm Tân Sửu. Đặc biệt, vật phẩm đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chi chú, xem ngày giờ sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho mệnh chủ tuổi Dần. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ với mọi người về tử vi của 4 con giáp may mắn trong 7 ngày trước rằm tháng 6 âm lịch. Hy vọng với những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị có được những thông tin hữu ích hơn nữa. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.